Chuyện ma kinh dị với nhan đề Không siêu thoát, tác giả Bánh Ú. Phần cuối. Khải thấy mình đang nắm lấy tay Duyên mà cùng nhau bước trên một cánh đồng bát ngát ruộng lúa, mùi lúa chín làm cho lòng Khải cảm thấy nhẹ nhõm. Khải đang tay trong tay cùng Duyên, có vẻ rất hạnh phúc thì từ đâu một người thanh niên lạ mặt lao đến mà quát lớn. Duyên, em theo nó thật sao? Duyên lúc này nắm chặt lấy tay Khải mà trả lời người thanh niên ấy. Đúng, tôi không hề yêu anh. Người ấy hét lên lớn tiếng mà lao vào cấu xé Khải. Trong giấc mơ Khải yếu thế mà không làm gì được, bị người thanh niên ấy đánh cho tơi tả mà nằm bẹp trên đất. Duyên vội chạy đến mà đỡ Khải dậy mà vội la lớn mới thoát được tên thanh niên ấy mà đưa Khải về nhà. Giấc mơ chuyển qua cảnh khác, Khải ngồi đó mà chải tóc cho Duyên. Người thanh niên ấy lại lao vào mà dùng con dao bầu bất ngờ mà đâm cho Khải vài nhát. Hắn ta vội vã mà bỏ chạy để lại Khải nằm trên vũng máu be bét. Duyên hét lên mà tuyệt vọng, cô ôm lấy Khải mà cũng cầm lấy con dao bầu của hắn để lại mà kề lên cổ mình. Một đường dao sắc lịm làm cổ họng Duyên phun máu như vòi nước ướt hết cả mặt của Khải. Cô từ từ gục xuống mà nằm trên xác của Khải. Khải giật mình tỉnh giấc mà mồ hôi ướt đẫm, anh nhìn điện thoại đã là 3 giờ sáng. Quay sang thì thằng Minh đang ngáy khò khò ngon giấc. Khải không ngủ được mà mở điện thoại thấy đèn sáng, bên Duyên cũng sáng nên mới trò chuyện một lúc rồi lại tiếp tục ngủ thiếp đi. Đến khi trời sáng gần 8 giờ thì hai thằng mới lò mò mà đi rửa mặt. Khải kể lại cho Minh nghe rằng tối qua đã làm quen hơn với Duyên và đã hẹn được chiều nay đi ăn chè ngoài chợ xã. Sao không phải hẹn tối nay? Minh hỏi, vì các cặp đôi thường hẹn hò nhau buổi tối nên thấy Khải hẹn chiều ăn chè thì thấy là lạ. Tao không muốn thấy cái bóng đâu. Câu trả lời của Khải làm Minh hiểu và tỏ vẻ muốn đi cùng. Mày thích ăn cơm chó hả ông tướng? Minh cười hăng hắc và tỏ ý xin đi cùng rồi ra chỗ khác ngồi, chứ làm kỳ đà làm gì. Chiều hôm ấy, Khải và Duyên cùng nhau ăn chè ở chợ xã và nói với nhau một số chuyện như bao cặp đôi khác quen nhau. Rồi cũng tạm biệt ra về thôi chứ cũng chả có gì nữa. Em là em kể hết cho chúng nó rồi đấy, chúng nó thán phục anh luôn á. Minh nói nhỏ mà cười híp mắt với Khải. Còn phần Khải thì không phản bác lại câu nói của Minh mà lại có vẻ suy tư lắm. Đừng bảo với em, anh thích nó rồi nhé. Minh như đọc được suy nghĩ trong đầu của Khải mà hỏi. Khải cũng chỉ biết thở dài mà bảo lại. Có lẽ là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Câu trả lời của Khải làm Minh đơ người mất vài giây rồi lại nói. Anh định quen nó thật đấy à? Này, chúng nó tán con Duyên chỉ vì thách đấu với nhau. Chứ có ai mà dám yêu cái con bị vong theo. Anh suy nghĩ lại đi. Hay mình dừng lại đi cho nó lành, anh hẹn được nó đi ăn chè là oai lắm rồi đấy. Sau một hồi khuyên nhủ của Minh thì Khải chỉ biết lắc đầu mà đáp. Đến đâu thì hay đến đó, tối nhắn tin, sáng nhắn tin, trưa nhắn tin, chiều cũng nhắn tin cho nhau. Tình yêu tuổi trẻ nó là như vậy đó. Hôm nay Khải muốn hẹn Duyên đi trà sữa buổi tối nhưng Duyên từ chối vì dạo này tối quán cũng khá đông người ăn chè nên là phải phụ mẹ. Đi, đi đâu, không phải anh hẹn hò với chị dâu sao? Minh trả lời đùa cợt làm Khải tức giận mà lao vào cho thằng oách con vài phát. Khải trả lời, Duyên nó ở nhà phụ mẹ rồi, tao với mày ra quán trà sữa uống. Chứ ở nhà cũng chán. Này, hai đứa đi đâu thì đi nhớ về sớm nghe chửa. Bố của Khải nhắc nhở rồi lại tiếp tục xem thời sự cùng mọi người. Khải và Minh dạ vâng rồi cũng đèo nhau mà đi ra quán. Đi ngang qua nhà của Duyên, từ xa đã thấy Duyên phụ mẹ bưng bê chè và có bán thêm cả nước giải khát cho một số người. Khải mới ngồi đằng sau mà mỉm cười với Duyên, Duyên cũng tủm tỉm cười mà tiếp tục công việc phụ mẹ. Khải quay lại ngắm nhìn Duyên thì anh bỗng đứng hình mất vài giây. Tim đập thình thịch khi ánh mắt anh chợt liếc nhìn vào bên cạnh ngôi nhà của Duyên là khoảng đất trống. Anh thấy rõ ràng một cái bóng trắng đang đứng đó, nó trắng toát từ đầu đến chân mà đưa tay lên vẫy vẫy với Khải. Mặt Khải lúc này tái xanh mà mắt không thể nào rời khỏi nó. Nó vẫy tay với anh nhưng khuôn mặt thì Khải không nhìn rõ. Anh sợ hãi mà vội vàng quay lưng lại mà hai tay vô thức đặt vào eo của thằng Minh. Đằng sau Khải trong tiếng gió xen lẫn với tiếng cười sằng sặc mà như dõi theo sau lưng anh. Khải nhéo mạnh khiến thằng Minh la hét như lợn bị chọc tiết mà siêu vẹo tay lái. Anh Khải, anh bị điên à? Khải lúc này mới bình tĩnh lại mà mồ hôi túa ra. Anh không nói gì mà ngồi thẫn thờ sau lưng thằng Minh. Thằng Minh thấy Khải như bị đơ mà lay lay vài cái. Lại trúng tiếng sét ái tình rồi. Thôi sắp tới quán rồi, vào em giới thiệu cho Đào mới.
ngon hơn con Duyên, ok anh trai. Khải vẫn ngồi sau lưng thằng Minh mà để nó đèo đi. Thật sự nếu bây giờ thằng Quỷ Minh có chở nó qua Trung Quốc bán chắc nó cũng chả biết mà cứ thế ngoan ngoãn để thằng em đèo đi đến quán. Xuống, xuống xe. Tiếng thằng Minh thúc giục Khải mãi một hồi lâu thì Khải mới lò mò mà xuống xe. Anh làm sao đấy? Sao cứ như người mất hồn vậy? Minh hỏi mà kéo tay Khải đi vào trong quán. Suốt quá trình ngồi uống nước cùng đám bạn mà Khải không nói chuyện dù chỉ một câu. Mặc dù đám bạn có hỏi nhưng Khải vẫn cứ đần thối ra ngồi ấy, sau đó rời bàn mà đi vệ sinh. Suốt một tiếng đồng hồ trôi qua mà Khải vẫn chưa có mặt trên bàn nước nên Minh mới đi ra sau nhà mà xem thử. Cô ơi, nãy giờ cô có thấy có người nào ở dưới đây không cô? Minh hỏi cô chủ quán khi mà đã tìm ở khu vệ sinh và xung quanh sau nhà mà không thấy Khải đâu. Làm gì có ai đâu cháu, quán cô chỉ có nhà vệ sinh là hết, chứ cháu nhìn xem. Phía sau là khu đất trống thì còn gì mà có người ra đấy làm gì? Cô chủ quán đang rửa ly mà hồi đáp lại. Minh thấy lạ nên cầm lấy điện thoại ra mà gọi điện cho Khải. Đầu dây bên kia chỉ kêu lên tít tít rồi tắt đi. Mặc dù Minh có gọi mấy lần cũng không có sự hồi âm nào cả. Minh quay ra nói với đám bạn về sự mất tích của Khải. Một đứa trong đám kêu lên, hay là nó đi ăn lẻn một mình rồi? Thôi mày lo làm chi, lát nó lại về tìm mày đèo nó về thôi. Hay là đi với cái Duyên nhỉ? Minh nghĩ vậy thì cũng ậm ừ cho qua mà tiếp tục chơi bài tiếp. Đồng hồ đã chỉ 9 giờ tối nhưng vẫn không thấy Khải quay lại. Minh vẫn ráng đợi thêm 30 phút nữa. Lần này đã quá muộn nên Minh đành phải đạp xe về. Không quên dặn đám bạn nếu Khải có lại thì điện cho Minh để Minh ra đón. Chạy ù một mạch đến nhà cái Duyên thì lúc này mẹ con Duyên đang chuẩn bị đóng cửa mà nghỉ. Duyên, Duyên ơi, Minh gọi mà dừng xe lại. Duyên nghe vậy cũng đi ra mà gặp Minh. Sau khi Minh biết Khải không ở đây hay tối giờ không có đến tìm Duyên thì lo lắng tột độ. Vậy là anh ta đi đâu? Minh lại tiếp tục gọi cho Khải. Nhưng chỉ là tiếng tít tít và lần này kèm theo là tiếng gió rít qua điện thoại, làm cho Minh giật nảy mình. Bà ơi, hai bác ơi, anh Khải có về nhà không? Xe chưa về đến cửa thì Minh đã la lớn tiếng làm cho mọi người vội chạy ra. Sao đấy? Không phải mày đi cùng thằng Khải sao? Bà cụ Hào lo lắng hỏi mà nhìn thằng cháu nội. Dạ, lúc tối đúng là hai chúng cháu đi uống trà sữa. Vào quán thì anh Khải đi vệ sinh, mãi mà không ra. Cháu đi tìm thì chả thấy anh đâu. Gọi điện cũng chẳng bắt máy. Cháu lật đật chạy về cô An tìm cũng không có. Bà ơi, hai bác ơi, vậy anh Khải đi đâu? Bố của Khải vẫn im lặng mà lắng nghe tìm ra manh mối. Còn mẹ Khải thì gấp gáp mà vội nói. Có khi nào thằng Khải nó còn trong quán trà sữa không? Minh lắc đầu, tỏ vẻ là không phải. Cháu đã nhờ mấy thằng rồi, anh Khải quay lại thì gọi ngay cho cháu. Với nếu không thấy cháu anh ấy cũng sẽ gọi cho cháu. Bố của Khải dường như suy nghĩ ra được gì ấy nên hỏi. Thế lúc trong quán cháu nghi ngờ thằng Khải đi đâu đúng không nên mới bảo là đợi nó quay lại. Với lại tại sao lại đến nhà chị An mà tìm? Thằng Minh đành phải trả lời thật trước câu hỏi quá chắc chắn của bố Khải. Mẹ ơi, có khi nào cái vong theo con Duyên nó hại thằng bé không mẹ? Mẹ của Khải suy nghĩ kỹ mà hỏi bà cụ Hào. Bà cụ Hào chỉ đành thở dài mà cất giọng. Cũng có thể là như thế. Thôi ta đi đến nhà cái An xem sao. Mẹ Khải ngăn lại. Khoan đã, ta biết nói sao với mẹ cái Duyên đây mẹ. Bà cụ Hào xua xua tay mà bảo. Nó là cái Duyên cái số đấy con. Cứ kể hết cho mẹ nó nghe rồi mọi chuyện theo mọi ý diễn ra. Nói rồi mọi người lấy xe máy mà đi qua nhà chị An. Ấy đi, quán em đóng cửa rồi anh chị. À cụ Hào, cháu nghỉ bán rồi cụ ơi. Bà cụ Hào bước đến mà kéo tay chị An ngồi xuống mà kể hết mọi chuyện lại cho chị An nghe. Chị An nghe xong cũng gật đầu mà đáp. Nhưng từ chiều giờ cháu nó không qua đây nên không có đâu cụ. Bà cụ Hào lại tiếp tục thở dài mà nhìn xung quanh. Bà bảo, tôi nghĩ chuyện này có liên quan đến tâm linh. Vì chính bà nội của thằng bé đã nói là phải bảo vệ nó qua khỏi cái nạn này. Nó chưa gặp nạn nào cả, nhưng giờ đây nó mất tích mà không biết ở đâu thì có thể là nó bị giấu đi rồi. Mọi người nghe bà cụ Hào nói đến đây thì giật mình mà tròn mắt nhìn bà. Thì ra là bà nội về báo mộng là phải bảo vệ Khải chỉ là do tác động của những chuyện tâm linh, tác động của người đã khuất làm mà thôi chứ không phải tai nạn hay rủi ro gì cả. Duy ở trong phòng nghe thấy tất cả mọi thứ thì ánh mắt buồn của cô khẽ chảy ra hai dòng lệ dài. Tự hỏi bản thân mình là chẳng lẽ không hề được yêu một ai hay sao? Cả cuộc đời mình sẽ sống cô độc hay sao?
cô An nói chuyện qua lại với bà cụ Hào, thì cũng cùng nhau nghĩ đến cái vong bám theo cái duyên, khi thấy có người đến gần duyên thì lại gây sự. Cô An không ngại thì thôi cho gia đình tôi đi tìm kiếm xung quanh nhà cô, vì tôi nghĩ chắc chắn rằng là thằng cháu tôi nó bị ma giấu. Cô An không ngần ngại mà đồng ý và tỏ ý muốn tìm cùng gia đình bà cụ Hào, vì trong chuyện này có liên quan đến con bé duyên nhà cô. Cô An dẫn mọi người đi tìm kiếm khắp những chỗ tối tăm trong nhà, rồi dẫn mọi người ra sau nhà, chỗ các gốc cây to và cả bụi chuối già nhà cô, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Khải đâu. Mọi người đâm ra mà lo lắng dữ dội, ngồi hết trên cái bàn tròn uống chút nước mà cũng không thể nào biết được là Khải đang ở đâu. Con có thể biết Khải đang ở đâu? Cặp mắt của Duyên đỏ hoen mà bước vội ra. Câu nói của cô bé khiến mọi người quan tâm mà vội hỏi lại. Cháu nói sao? Cháu biết nó ở đâu à? Con nói thật không? Nếu đúng vậy thì hãy giúp mọi người tìm Khải đi. Khải ở sau bụi chuối sau nhà. Câu trả lời của Duyên khiến cho mọi người ngạc nhiên lắm. Ai cũng định nói nhưng bố Khải là người lên tiếng đầu tiên. Cháu nói sao? Bác đã dùng đèn pin soi thật kỹ nhưng không hề thấy Khải đâu mà. Duyên trả lời như cô đã từng trải vậy. Họ che mắt bác sẽ không thấy được Khải đâu. Mẹ không nhớ lần đó lúc con còn nhỏ cũng bị nó giấu đi hay sao? Mẹ đi tìm khắp nơi, con thấy mẹ nhưng không thể đứng dậy hay cất tiếng gọi mẹ. Mẹ đi qua con mà không thấy con hay sao? Cô An nghe con gái nói thì nhớ lại mọi chuyện mà gật đầu. Đúng rồi, lần ấy em phải dùng nước tiểu vẩy khắp vườn thì mới nghe tiếng khóc và thấy được con bé. Thật vậy sao? Mẹ Khải chưa từng trải qua chuyện tâm linh nên ngạc nhiên lắm mà thốt lên hỏi cô An. Đi ta ra ấy thôi. Bà cụ Hào cất tiếng rồi nhanh nhẹn mà đi ra đằng sau chỗ khu vườn nhà cô An. Thằng Minh, mày kiếm cái chai lọ mà tiểu vào đi. Sao lại là con? Minh giật mình mà tròn mắt khi bà nội bắt mình phải hy sinh lấy nước tiểu mà để tìm Khải. Các cụ đã bảo là nước tiểu của những ai chưa thất thân thì rất linh nghiệm với ma quỷ. Giờ đây chỉ có mày đấy con. Bà cụ Hào ôn tồn nói mà nhìn Minh khiến cho Minh thẹn đỏ mặt mà lắp bắp. Đâu, chỉ có mình con là chưa lập gia đình. Cái Duyên nó nghe đến đây thì mặt mũi đỏ bừng mà ho lên lụ khụ. Bà cụ Hào mới tiến lại mà xách cái lỗ tai của thằng cháu nội mà bảo. Tao cần nước tiểu của con trai cứng bóng vía. Bà nội, nhưng cháu trai của bà yếu bóng vía lắm. Minh nói mà mếu máo ngại ngùng đi tìm cái chai bỏ không mà kín đáo tiểu vào đó. Sao ít thế? Bà cụ Hào cầm lấy cái chai nhẹ tênh mà thuận miệng hỏi cháu. Bà à, chuyện kinh dị làm cháu sợ lắm rồi, lấy đâu ra mà nhiều? Minh một lần nữa lại mếu máo mà trả lời những câu khóc trả lời của bà. Bà cụ Hào cầm chai nước vẩy quanh bụi chuối rồi đi xung quanh vẩy mỗi nơi một ít. Thằng Khải, nó kia rồi. Tiếng kêu của bố Khải làm mọi người nhanh chóng chạy đến nơi bụi chuối. Là hai cái chân của thằng Khải nó đang thò ra. Vậy là cả người nó nằm trong bụi chuối rậm rạp. Bố nó kêu mãi mà nó không ra được vì phần eo nó bị mắc kẹt ở hai thân chuối to. Bố Khải phải cố tách mãi hai thân chuối mới lôi được Khải ra. Không biết là làm thế nào mà Khải lại chui vào trong gốc chuối mà kẹp cứng trong đấy. Vội cõng Khải vào nhà, cô An chạy đi lấy khăn mặt mà lau cho Khải. Vì lúc này cả người ngợm và mặt Khải đầy đất cát, miệng thì nhét đầy lá chuối khô bên trong. Còn có cả mấy cây chuối non cũng bị nhét vào trong miệng. Phải khó khăn lắm mới có thể lấy hết mọi thứ trong miệng của Khải ra. Sau khi đã xong hết thì mọi người cũng yên tâm rồi lại quay sang an ủi mẹ Khải đang khóc lóc bên cạnh con trai. Ôi giời ơi, con tôi, sao mà ra nông nỗi vậy hả con? Bà cụ Hào vuốt vai mẹ Khải mà nói. Thôi, mẹ thằng cu Khải cứ như thế thì gia đình người ta cảm thấy có lỗi lắm. Thôi, cháu nào không sao rồi, im đi thôi. Chị An và cả cái Duyên cũng không ngớt lo lắng mà ngồi bên cạnh Khải. Hai người nhìn nhau mà mừng thầm khi thấy Khải dần dần tỉnh dậy mà đảo mắt nhìn mọi người. Sao con lại ở đây chứ? Khải nhìn mọi người xung quanh mà thắc mắc không hiểu vì sao mình lại ở đây. Con thấy trong người thế nào rồi? Có chuyện gì xảy ra mà lại ra nông nỗi này hả con? Mẹ của Khải khóc lóc bù lu bù loa mà hỏi dồn dập Khải. Thôi, mẹ thằng Khải nín đi để từ từ con nó nói. Bà cụ Hào ân cần mà hỏi cháu ngoại. Thế nào, chắc kể cho bà nghe. Khải từ từ ngồi dậy mà bắt đầu kể lại câu chuyện lúc tối mình đi trải qua. Thằng Minh nó đèo cháu ra quán trà sữa. Ngồi được một lúc thì cháu đi ra nhà vệ sinh. Xong xuôi thì cháu mới bước ra ngoài. Cháu thấy rõ ràng là cái Duyên nó gọi tên cháu mà rủ cháu đi theo. Cháu cứ thế mà đi theo cái Duyên.
Ánh mắt của Duyên lúc ấy lạ lắm, giống như một người khác vậy, nhưng rõ ràng ấy là hình dáng của Duyên, không sai vào đâu được. Cháu cứ đi theo cho đến khi Duyên dừng lại và nói cho cháu biết đã đến nhà Duyên rồi. Nhưng cháu thấy đấy là bụi chuối, rõ ràng là bụi chuối, nhưng qua lời nói của Duyên thì trong đầu cháu vẫn cứ nghĩ là nhà của Duyên. Sau đó Duyên mời Khải ngồi xuống mà uống nước. Khải không khách khí mà cầm lấy ly nước uống, nhưng nước nó lạ lắm, nó cứ có vị chát chát làm sao ấy. Duyên mang ra cho Khải một dĩa bánh rất ngon mà bảo Khải ăn hết. Không phải là đói hay quá thèm, nhưng lúc ấy Khải vẫn cứ nhét đầy bánh vào miệng mà ăn cho bằng hết. Ăn cho đến khi Khải thấy mình nghẹn mà nấc lên, thì Duyên lại ngồi trước mặt của Khải mà cười lên khanh khách. Khải như muốn ngất đi mà mơ màng vang vọng bên tai là tiếng nói cất ra từ phía đối diện. Tránh xa con Duyên ra, kiếp này nó là của tao. Khải lúc này chỉ nghe và ghi nhớ lời nói của người trước mặt. Mà Khải cũng đang nhận biết đó không phải là Duyên, vì giọng nói đã thay đổi, là giọng của một người thanh niên. Khải bắt đầu không còn biết gì mà ngất đi, cho đến khi tỉnh lại. Mọi người nghe câu chuyện của Khải kể thì im lặng mà nhìn nhau. Họ biết chắc chắn đây là điều mà bà nội Khải đã dặn, và mọi chuyện nó cũng phải có chút mối liên quan gì đó. Thôi về nhà, có gì mai tính tiếp. Bà cụ Hào nói rồi cũng nói chuyện vài lời với mẹ con cô An rồi cùng nhau ra về. Mẹ là mẹ cấm mày từ đây không được đi đâu chơi nữa, nghe chưa? Mẹ Khải cấm Khải không được đi chơi. An toàn tuyệt đối thì phải ở nhà. May mà lần này mọi chuyện không quá nguy hiểm. Thôi, nghỉ đi, ngày mốt ta về lại Sài Gòn. Bố Khải đưa ra ý kiến rồi bảo vợ đưa con trai về phòng ngủ. Đêm ấy thằng Minh nó hỏi đủ thứ rồi kể lại mọi chuyện đã xảy ra, từ lúc Khải mất tích đến khi tìm thấy, và nó là người đóng góp to lớn nhất. Bà ơi, bà nội ơi, có ông nào đến tìm bà kia kìa. Thằng Minh tay cầm cái điện thoại mà ngó vào trong bếp củi nơi bà cụ Hào đang hầm xương. Bà cụ Hào thấy thằng cháu gọi thì cũng rút bớt củi ra mà đi ra ngoài. Bà cụ Hào ngỡ ngàng mà kêu lên, ơ, ông Niêm. Người đàn ông cười cười vuốt bộ râu dài bạc phơ mà nhìn bà cụ Hào. Lâu quá rồi, bà chị vẫn nhớ ra tôi đấy chứ? Bà cụ Hào cười vui vẻ, nhớ, nhớ chứ, ông anh vào nhà đi, lâu lắm mới gặp lại, vào trong nhà đi, tôi có chuyện cũng muốn nhờ ông anh giúp. Ông cụ Liêm mỉm cười mà liếc mắt nhìn qua Khải rồi theo chân cụ Hào bước vào trong nhà. Thắp cho chồng bà cụ Hào nén nhang, ông cụ Liêm nói chuyện với tấm di ảnh một chút rồi ngồi xuống nói. Đêm qua tôi nằm mơ thấy anh nhà chị về báo mộng là cháu ngoại đang bị cái vong nó theo. Khổ nỗi là tôi hay đi đây đi đó, không ở yên một chỗ nên là bà chị không tìm thấy tôi. Chứ tôi có nghe người ta nói chị tìm tôi rất nhiều để xin giúp cho một gia đình gần nhà, nhưng tôi thì không ở một chỗ nên chị đây không gặp. Nhấp ngụm chè xanh mà ông cụ Liêm thở dài. Tối qua anh nhà chị báo mộng là tôi lên đường tìm đến nhà chị liền. Thế kể lại mọi chuyện tôi nghe xem nào. Bà cụ Hào mang tất cả mọi chuyện ra kể cho ông cụ Liêm nghe. Ông cụ gật gù mà bảo, được rồi, tôi sẽ qua nhà của mẹ con cô An ấy. Mọi chuyện cũng bắt đầu từ mối duyên kiếp trước mà ra. Chiều nay bà chị dắt tôi qua mà làm cái lễ. Bà cụ Hào nghe vậy thì mừng rỡ mà gọi hai thằng cháu đi sang báo tin cho cô An biết, mà sắm sửa đồ lễ theo lời chỉ bảo của thầy. Còn ông cụ thì để ông tự do ngồi chơi, bà đi xuống bếp hầm xương nấu cháo mà nấu cho ông bữa ăn trưa. Ông cụ Liêm tay xách theo cái giỏ nhỏ mà bước vào trong nhà của cô An. Ông nhìn con bé Duyên mà bảo, ta thấy âm khí bám trên người con bé rất dày đặc. Nói rồi ông lấy trong túi ra cái lá bưởi cùng vỏ bưởi khô đốt lên mà cho con bé Duyên ngửi. Con bé nó thấy người mình như nhẹ đi được một chút, làm đầu óc thanh thản. Ông cụ Liêm chỉ tay vào trong phòng con bé mà nói, nó ở trong đó đấy. Mọi người có mặt đều thấy rợn gáy mà nhìn nhau. Kể cả cô An tuy biết trong nhà mình có vong nhưng chưa bao giờ gặp thấy, và không ngờ nó lại cư ngụ trong phòng con gái mình. Ông cụ Liêm vẽ một cái vòng tròn mà để Khải và Duyên ngồi trong đó, ai cũng bỡ ngỡ không hiểu chuyện gì. Và rồi lúc này trời cũng đã ngả màu đen. Ông cụ bắt đầu thắp lên ba nén hương mà đọc lẩm nhẩm cái gì đó, sau đó tiến lại gần phía hai đứa trẻ đang ngồi, buộc vào tay hai đứa sợi chỉ đỏ, rồi lại dùng nhang mà hơ qua hơ lại, lẩm nhẩm rồi chỉ trỏ xung quanh sợi chỉ đỏ. Từ trong phòng của Duyên bỗng cánh cửa phòng đập mạnh lại, như là bị gió thổi mạnh làm cửa đóng sầm lại vậy. Tiếng động làm mọi người hết hồn mà xích lại gần nhau. Lúc này cũng đông đủ hết thảy, gia đình bên Khải và bên Duyên đang đứng hướng mắt về phía cánh cửa phòng của Duyên. Muốn ra thì cứ ra,
không phải hù dọa mọi người như thế. Ông cụ Liêm nói rồi lại vút râu, cầm lấy nắm gạo mà ném tung ra về phía cửa phòng của Duyên. Duyên khẽ run rẩy mà tiến lại ôm lấy cánh tay Khải. Khải lúc này cũng cảm thấy sợ mà mắt hướng về phía cánh cửa. Một cái bóng trắng nó xuất hiện nhưng chỉ có Khải và Duyên nhìn thấy. Ông già, ông đến xen vào việc của tôi. Cái bóng trắng tuy kinh dị nhưng Khải thấy rất quen và dường như đã gặp ở đâu đó. À thì ra gặp ở trong giấc mơ, là cái người đã đâm Khải chết hôm giấc mơ ấy. Kiếp trước ngươi yêu con bé Duyên say đắm, nhưng con bé lại đến với thằng cháu Khải đây. Ngươi đã đâm cho thằng Khải chết, sau đó con bé Duyên cũng tự sát mà chết theo nó. Ngươi thì cắn rứt lương tâm, với lại quá si mê con bé nên cũng đã gieo mình xuống sông sâu mà chết. Đến kiếp này ngươi được đầu thai nhưng vì bệnh tật lại chết yểu mệnh. Ngươi bị mẹ vương vấn mà giữ lại trần gian này mà không đi đầu thai được. Khi gặp được con bé Duyên thì bao nhiêu ký ức của kiếp trước ùa về, nên ngươi mới nặng lòng mà ở lại đây theo bám con bé. Ta nói vậy có đúng không? Cái vong lúc này mắt đỏ hoe mà mặt căm lặn hướng phía ông cụ Liêm mà nói. Sao ông biết? Mà nếu ông biết thì đã làm sao? Ông cụ Liêm cười lên sảng khoái mà lấy ra trong túi cái kéo vàng mà đưa ra cắt đi sợi dây liên kết giữa cái vong và con bé Duyên. Ta đã nghe bao nhiêu thầy bà đến đều không dứt ngươi ra được chỉ vì sợi dây tình này. Đáng lẽ ngày ấy là ngươi đã lấy cái duyên vì ông Tơ bà Nguyệt đã xe đôi cho hai ngươi, nhưng chính Khải là người xen vào. Nên không ai có thể làm phép để tách ngươi ra nếu không cắt đứt mối duyên tơ này. Giờ thì khác, ta đã cột sợi dây mới cho hai đứa nó, ngươi cũng đã chết, kiếp trước cũng không có được con bé. Kiếp này cũng vậy, cái vong nó nghe xong thì gầm rú lên. Lão già, ta chỉ muốn bên cô ta, tại sao ông lại ngăn cấm, ông không đủ tư cách. Ông cụ Liêm trợn mắt mà rút ra thanh kiếm nhỏ được làm từ gỗ, trên thân kiếm được khắc những nét chữ nhỏ màu vàng rất nổi bật. Ông chỉ thanh kiếm về phía cái vong. Ngươi đã thành quỷ, đừng tưởng ta không biết, ngươi đợi đến khi con bé đến cái tuổi tận số của kiếp này mà bắt hồn nó đi làm vợ ngươi. Ta sẽ thay trời mà tiêu diệt ngươi. Ông cụ Liêm nói rồi lao đến mà đâm thanh kiếm về phía cái vong quỷ mà niệm chú. Vong quỷ nó dùng tay ra chống đỡ, và ngọn lửa bừng lên làm nó đau đớn mà gầm rú khi mà va chạm với thanh kiếm. Con quỷ biết không phải đối thủ mà lui lại về sau định bỏ chạy. Nhưng ông cụ Liêm nhanh tay mà ném thẳng thanh kiếm ghim vào người nó, khiến cho nó hét thảm mà từ từ tan biến như chưa từng xuất hiện trước mặt của con bé Duyên. Thanh kiếm gỗ rơi xuống đất và kèm theo là một bãi dịch nhầy màu đen dưới đất. Ông cụ nhặt lấy thanh kiếm mà dùng tấm bùa vàng lau sạch rồi đốt lên, rồi ném lá bùa đang cháy xuống bãi nhầy ấy. Kỳ lạ, lá bùa ấy nó như ăn mòn mà xử lý sạch sẽ chất đen bầy nhầy ấy. Ông cụ Liêm thở hắt ra, rồi đi lại cắt đứt sợi chỉ đỏ cột tay của Khải và Duyên, rồi bảo mọi người là mọi chuyện đã xong. Phần Duyên thì nấu lá bưởi với bồ kết mà tắm để xua đi cái âm khí theo cô bé suốt bao năm. Còn Khải thì cứ yên tâm vì không còn ai làm hại đến nữa. Ông còn bảo cái duyên phận kiếp này của Khải và Duyên vẫn chưa hết. Nếu đến được với nhau thì tốt, không được thì cũng được, nhưng có điều hai bên sẽ không tìm được sợi duyên tơ với người khác. Kìa ông anh, ông đi đâu, không ở lại dùng bữa với chúng tôi? Bà cụ Hào nhanh ra hỏi khi thấy ông Liêm muốn rời đi. Nhiều người cần tôi giúp lắm, có duyên tôi sẽ gặp lại chị, ông cụ nói rồi vội vã rời đi, cũng chả biết ông cụ đi đâu. Ở đâu và khi nào lại xuất hiện, mọi người cũng ai về nhà nấy mà cảm thấy vui khi giải quyết được mọi chuyện nhanh chóng. Soạn đồ đi con, sáng mai ta về, mẹ Khải nói rồi cũng mua đồ ra mộ thắp nhang cho ông ngoại. Đêm hôm ấy, trước ngày về lại phố thì Khải có gặp Duyên và nói chuyện nhiều lắm. Có lẽ Khải sẽ làm theo lời cụ Liêm, vì mối liên kết kiếp trước vẫn còn, sẽ ở bên Duyên ở kiếp này cho tròn duyên trời định vậy. Lên xe mà lòng không được vui, vì không muốn phải xa Duyên, Khải cứ lấy điện thoại ra mà nhắn tin cho Duyên. Khải nói rất nhiều lời mà mình chưa nói, Khải muốn nhanh để còn gặp lại Duyên và nhờ Duyên thì Khải mới biết được tâm linh nó như thế nào, mới biết được còn nhiều những vong linh nó không siêu thoát. Vì một lý do gì đó, vướng bận hay thù hận hay chỉ là họ đã quá yêu thương mà trở thành vong quỷ. Cứ bám mãi theo những thứ không phải là của mình, mãi mãi không được siêu sinh. Tập truyện hôm nay đến đây là hết. Đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và để lại một lượt bình luận cảm nghĩ của bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.